Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn tại Tóc Khám Phá. Trong anime, có một điểm thú vị chung là luôn có một số nhân vật rất đẹp nhưng lại rất khó để có thể phân biệt được giới tính. Nhìn họ đẹp như nam thần nhưng lại là nữ, hoặc trông đẹp như mỹ nhân nhưng lại là nam. Thật là kỳ nhỉ? Và trong One Piece cũng như thế. Bạn có để ý rằng cũng có một số nhân vật có ngoại hình không thể phân biệt giới tính rất thú vị và ấn tượng đấy. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay, chúng ta hãy cùng Tóc Khám Phá đến với những nhân vật không thể phân biệt được giới tính trong One Piece. Belet. Về nhân vật đầu tiên, đây chắc cũng sẽ là nhân vật đặc biệt nhất trong bảng xếp hạng này. Thực chất, đây không phải là một nhân vật 3D hay Okama gì cả. Vẻ ngoài của ông ta cũng không bị hiểu nhầm là nữ, nhưng trong One Piece, ông ta đã bị nữ hoàng Okama chuyển giới miễn phí từ một người đàn ông gân guốc bậm trợn trở thành một cô gái trẻ đẹp quyến rũ sexy như thế này đây. Trước khi được chuyển giới, Belet là một người đàn ông to lớn với làn da rám nắng, mái tóc vàng và bộ râu đen bậm trợn. Nhưng điểm đặc biệt nhất của ông chính là vết sẹo lớn chạy từ vai trái xuống ngực. Và sau khi bị Ivan biến thành phụ nữ, ngoại hình của Belet thay đổi hoàn toàn, ngoại trừ vết sẹo đó và mái tóc vàng. Được cho là có thân hình mảnh mai và quyến rũ hơn rất nhiều so với hình dạng đàn ông của mình. Mình cũng không biết rằng sau khi được chuyển giới, ông ta có chuyển luôn tính cách của mình hay không, nhưng mình chắc chắn rằng bất cứ được rựa nào nhìn vào bộ dạng mới này của Belet cũng sẽ chết mê chết mệt cho mà xem. Và đặc biệt là Sanji, hãy thử nghĩ xem anh chàng lông mày xoắn này sẽ như thế nào nếu biết được thật ra cô gái xinh đẹp kia là một gã đàn ông gân guốc biến thành. Francois. Là một cựu tù nhân ở Impel Down, Francois đã sống và vui chơi một cách lành mạnh tại thiên đường ở New Kama ở tầng 5.5, nơi mà nữ hoàng Ivankov cùng với những người khác đã tạo nên một thiên đường dành riêng cho tù nhân ở địa ngục trần gian này. Nói về Francois thì ông là một tên đàn ông cơ bắp với làn da trắng, cổ rộng, mũi nhọn, lông mày đậm và có đường gân lớn trên trán. Ông luôn sử dụng son đỏ, kính râm và một bông hoa đỏ trên tóc. Và còn về cách ăn mặc thì khỏi phải bàn, vì chính mình cũng chẳng biết bàn như thế nào. Tuy nhiên với ngoại hình có phần khá dị, nhưng về sức mạnh thì chắc chắn rất ít người có thể đọ lại được với ông ta. Francois là một tù nhân được kết án chung với một nhóm tù nhân khác, là một tội phạm vô cùng khét tiếng. Khi cùng với Luffy và những người khác thoát khỏi Impel Down, ông ta đã sử dụng một thanh kiếm nhỏ để làm vũ khí cho mình, hoặc là ông này làm màu, hoặc là ông ta có một khả năng gì đó thực sự đáng sợ. Dellinger. Dellinger là một tay sai trung thành của Doflamingo, là người đã khiến cho fan hâm mộ cuồng nhiệt bậc nhất của Luffy phải gặp khó khăn khi chống trả. Mặc dù Dellinger không sử dụng trái quỷ như Bartolomeo, nhưng cậu ta vẫn có thể khiến cho Bartolomeo phải gặp khó khăn trong chiến đấu vì sức mạnh kinh khủng của mình. Điều đó là hiển nhiên thôi, vì Dellinger là một người cá mà, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc Dellinger là bông hay trái. Hiển nhiên, sau khi đã qua được Dressrosa thì ai cũng biết đây là một thằng đàn ông chính hiệu rồi. Tuy nhiên, đàn ông gì mà lại mang guốc và ăn mặc như đàn bà con gái thế kia, kể cả giọng nói cũng là của nữ nữa. Và một điều bí mật mà có lẽ mọi người không để ý, đó chính là có rất nhiều nhân vật trong phim, mặc dù là nam nhưng người lồng tiếng lại là nữ, chẳng hạn như Luffy. Satori. Chắc chắn các bạn còn nhớ một trong bốn cấp dưới của thần sấm Ino chứ. Satori chính là gã béo đã khiến cho Sanji, Luffy và Usopp được mở mang đầu óc về sức mạnh đoán trước được hành động của người khác. Hay ngày nay, chúng ta được biết đó là Haki. Tuy nhiên chúng ta sẽ không bàn về vấn đề sức mạnh đó ở đây. Chuyện đó thì ai cũng biết, hẳn hơn nhóm mũ rơm ở chỗ biết dùng Haki quan sát từ trước rồi. Nhưng điều khó chịu là khi lần đầu hắn ta xuất hiện, chính là tên này là đàn ông hay phụ nữ vậy? Có thể có rất nhiều bạn luôn thắc mắc về chuyện này khi lần đầu tiên gặp Satori, bởi vì ngoại hình, kiểu tóc và cả giọng nói của hắn làm cho chúng ta nghĩ ngay đến đây là một cô gái thật sự. Vì cả bốn người dưới lệnh của Ino đã có ba nam rồi thì thường sẽ có một nữ nữa mới đẹp đội hình được. Tuy nhiên Satori là đàn ông nhé, vậy nên dưới trướng của chú trời không có phụ nữ, chỉ có bốn gã đàn ông toàn tâm toàn ý với hắn mà thôi. Và với vẻ ngoài dễ nhầm lẫn, với làn da trắng, mái tóc dài màu đỏ sẫm, cộng thêm với cái tên nữa thì không thể không nghĩ rằng đây là một người phụ nữ thật nhỉ. Inazuma.
Là một cấp dưới thân cận của Ivanko, anh này giống như là một thư ký hoặc là một hỗ trợ riêng cho Ivanko vậy. Bởi vì bất kỳ Ivanko ở đâu thì anh ta cũng có mặt để hỗ trợ nữ hoàng của mình cả. Và trong phần phim Impel Down, Inazuma cũng là một trong số ít người đã hỗ trợ cho Luffy hết sức mình để cậu có thể dễ dàng trốn thoát khỏi Impel Down. Lần đầu xuất hiện, mình đã nghĩ Inazuma là một người đàn ông. Tuy nhiên với bộ tóc màu cam, giọng nói cùng với việc anh luôn mặc váy thì mình đã bắt đầu nghi ngờ về anh chàng này. Và một trong vài cảnh phim mà anh ta xuất hiện, Inazuma đã xuất hiện dưới hình dạng của một phụ nữ. Tuy nhiên mình đã không bất ngờ lắm, vì anh ta là trợ lý thân thuộc đối với Ivanko, mà nên chuyện anh ta có thể chuyển giới một cách nhanh chóng cũng là dễ hiểu mà đúng không? Bon Clay. Lần đầu Bon xuất hiện, chúng ta đã biết anh có giới tính thứ ba rồi, vì có thể một phần do khả năng của anh có thể thay đổi hình dạng thành người khác, bất kể là nam hay nữ, nên cũng vì điều đó mà giới tính của anh bị thay đổi khá nhiều, và có thể thấy nó đã khiến cho anh trở thành một Okama, tôn thờ nữ hoàng Okama và áp dụng sức mạnh Okama vào trong việc chiến đấu của mình. Nói sâu về Okama thì đây là một hòn đảo vô cùng kỳ lạ, tại đây chỉ có 3D chứ không có thẳng, và họ chỉ sử dụng chân để chiến đấu nên cũng quá là thuận lợi cho Sanji khi anh được Kuma cho thẳng một vé đến hòn đảo này để trú ẩn và tập luyện 2 năm trong địa ngục. Tuy nhiên, cũng nhờ các Okama nên Sanji mới có thể hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt của mình và trở nên mạnh mẽ hơn sau khi tái ngộ với nhóm mũ rơm đấy chứ. Okiku. Nói cho mình nghe xem, có biết bao nhiêu cậu con trai đã thất vọng chàng chê khi biết một mỹ nhân biết sử dụng kiếm của Wano thực ra là một tên đàn ông. Nhưng cũng không thể trách được khi mà anh ta có vẻ ngoài vô cùng nữ tính và luôn thể hiện mình là một thiếu nữ yếu đuối với mái tóc dài màu tím dài xuống lưng, đôi mắt xanh luôn long lanh khi nhìn ai đó, cộng thêm việc cô, à nhầm, anh ta luôn búi tóc lên khi chiến đấu nên không thể không nghĩ rằng đây là một thiếu nữ. Okiku là một trong những võ kiếm đỏ lừng lẫy đã từng phục vụ và sát cánh cùng Kozuki Oden trong suốt thời gian thịnh vượng của Wano, và tất nhiên cậu là người trẻ nhất trong số 9 võ kiếm đỏ và sở hữu ngoại hình rất cuốn hút nên Okiku rất thích hợp cho việc trà trộn và thăm dò tin tức. Tuy nhiên mình nghĩ rằng việc giả gái ảnh hưởng đến anh chàng này rất nhiều nên anh ta đã nhiễm luôn vẻ mềm yếu của một cô gái mới lớn. Lần đầu rút kiếm trong phim, Okiku đã tỏ ra là khá sợ hãi và lo lắng vì không biết sử dụng cái thứ dài dài này như thế nào. Tuy nhiên, vừa nói dứt câu, Okiku đã rút kiếm và chém văng đi búi tóc của một tên sumo, khiến cho hắn ta bị bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ. Zoro và Luffy ai nấy cũng đều bất ngờ, nên từ đó mới có câu lòng dạ đàn bà nham hiểm, nên đừng tin bất cứ cô gái nào yếu đuối xuất hiện trước mặt mình và tỏ ra sợ hãi như anh chàng Okiku này đây. Ivanko. Và cuối cùng chính là người đã khai sáng cho chúng ta biết Okama là như thế nào. Thực ra thì chính Bon Clay mới là người đó, nhưng nếu không có Ivanko thì những Okama đã không tồn tại. Ivanko là người sở hữu năng lực duy nhất trong One Piece đem lại khả năng điều khiển và thao túng hóc môn trên cơ thể người khác. Điển hình là việc biến người ta thành đàn ông hay phụ nữ tùy theo ý muốn của mình, như nhân vật đã xuất hiện ở đầu bảng xếp hạng này chính là một ví dụ điển hình. Ivanko chỉ cần chích những ngón tay của bà vào cơ thể người đó và điều khiển lượng hóc môn trong cơ thể của họ, và mọi chuyện sẽ diễn ra giống như cách mà Belet đã bị. Tuy nhiên chỉ có kẻ thù thì Ivan mới thật sự biến họ thành đàn ông hay phụ nữ mà thôi, chứ những người tự nguyện đi theo bà thì ai ai cũng không thể xác định được giới tính của mình cả, chẳng hạn như Inazuma. Tuy nhiên mình vẫn chỉ thắc mắc một điều, tại sao Ivan không biến bà ta trở thành một người phụ nữ trẻ đẹp mà luôn giữ hình dạng như thế này nhỉ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.